Giữa trong miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị. Thì bữa nay tiếp tục nên đặt lập ếch cho nghe cô chú anh chị. Thì bữa nay nên đặt cái cánh đồng này nè. Hôm bữa thì nên đặt bên bên đồng bên xã Đa Phước. Bữa nay thì nên đảo ngược lại đi đồng khác nha cô chú anh chị. Nay nên qua đồng xã Châu Phong. Nay đi qua nên qua cánh đồng xã Châu Phong nên đặt. Ở đây thì lúa cũng chín chưa nè. Này chắc nên nghĩ là cô cỡ tháng 2 á, trong vòng tháng 2 á là có cắt rồi. Cỡ nửa tháng 2 hoặc nửa tháng 2 là cô nên nghĩ có cắt rồi đó. Tại này nó chín hơn nửa bông chưa nè. Còn trứng cá không à. Đó, nguyên cánh đồng rộng luôn. Đồng này thì hồi mùa gọi là người ta xả đê nè. Mùa gọi xả đê nên đuổi chuột im lắm luôn. Mùa này đã trồng lại thì nên nghĩ chắc cũng ít chuột chứ không có nhiều. Tại nên đặt ếch theo cái đường nè. Theo cái gọc mương nè. Thẳng vô trong kia. Với nãy nên ra ngoài cái đám ngoài đó nên đặt mấy cái nữa đó. Giờ này chiều ông mặt trời cũng sắp xuống rồi. Nên đặt cũng mới vừa xong luôn. Cánh bên đây thì cũng lúa chín vàng chứ nè. Bên đây thì lúa chín vàng hơn bên này. Bên đây thì ở chỗ này thì người ta cũng xạ lọt xọt. Cái cánh bên mương bên kia đó, cánh tuốt bên kia, bên mương bên kia, cánh bên đó như lúa nó cũng vàng chứ nè. Vàng mà vàng cũng chắc cũng nên nghĩ chắc cũng giống như cả bên này. Ở đồng bên kia tới hai đồng á. Đồng này rộng bự lắm của chú anh chị. Nó dài về tới Tân Châu luôn á. Cái đồng này nè, thẳng luôn. Đồng rộng lắm. Đây thì cái miếng này thì người ta chưa, miếng này mới cái chỗ bông à. Miếng này chắc nên nghĩ người ta xà sao. Cái miếng này hình như là, miếng này là hình như là cái vườn hay gì nè. Phải rồi, nên nhớ rồi, cái vườn. Vườn bây giờ ta làm vườn. Bây giờ người ta ấy ra người ta làm lúa lại. Miếng này nhớ nên nhớ rồi. Miếng này người ta làm vườn. Sao cái ta nghĩ làm vườn à. Người ta ban ra người ta trồng lúa lại. Bởi vì người ta xà sao. Xà sao người ta bởi vì bây giờ này mới có bông à. Mới chỗ, chỗ cũng đều rồi. Chỗ từ lúc mà lúa chỗ cho tới cắt chắc cũng tầm cỡ 20 ngày, hơn 20 ngày. Lúa chỗ rồi là mau lắm cô chú anh chị. Chỗ rồi lây quay cái là công trái mè. Vô gạo công trái mè. Nó bên đó cũng có một cánh đồng nữa đó. Cánh đồng nó cũng bự dài giống như bên này vậy nè. Bên đó cũng chín vàng vàng chứ nè. Chắc nghĩ là cỡ trong vòng tháng 2 là có cắt hết rồi. Mấy miếng này người ta cắt trước nè. Rồi thì giờ này nên cũng đã đặt xong rồi. Giờ nên sẽ chạy về. Nên hẹn cả nhà lại sáng mai ha. Sáng mai chừng nào hai chồng nên đi thăm á. Thì nên sẽ chia sẻ tiếp đến cả nhà ha. Đó con cái đó. Và khi em ngủ em... Ai biết. Có. Được một con. Dạ. Bước vô á. Hai con. Mấy con? Hai. Về chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Rửa hả? Bự không? Bự. Trong trọng rồi. Sáng hai chồng nên bắt đầu đi thăm lập ếch của chú anh chị. Nó để đó đó. Ừ. Nước đâu rửa. Nước ở ngoài kia kìa. Kệ đỡ đi. Chúc con rửa. Hai con. Vô kẹo tiền hai con hả? Cũng được. Chỗ đó cũng im. Tưởng nó ếch nó gom nó nhiều. Còn nước nè. Có một gom. Nước ngay. Lần này một cái nữa nè. Cái này thấy yêu ngủ bà ngủ vậy. Có không? Rồi chứ quất hay gì vậy? Không thấy gì chứ. Cái quất rồi. Ồ mấy cái gốc này quá im mà không có ha. Anh thấy cũng có dấu vò ếch nè. Dấu vò ếch nè cô chú chị.
Giọt nhóc cái da sao không có, không biết chịu vũ cái cho bớt sình. Rồi ngày mới thì nên cũng không quên chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào ha, thì luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Này đi kiếm chỗ nào đổ? Ừ, để đi nữa ra ngoài mương ngoài kia. Đâu đây lúa cũng chín hết kìa. Không, đi qua đây. Đi về bển lại hả? Về bển lại. Nãy đi sẹt ra đây. Qua đi sát đó đạo thấy bà. Hả? Hai cái mà có dính được con cái một. Cái cũng như cái con rồi. Cái kia hai con hả? Ừ. Cái sau không có chút quớt. Cái thứ hai không có con nào, mặt đẳng một cái nữa. Rồi, rồi thấy xong luôn rồi đó. Hiểu rồi ha. Thấy xong luôn hả? Trong trời trong đó quắc rồi. Đừng. Đi đâu dò quá. Ngu khu. Rồi, cái này chưa quớt luôn rồi chú anh chị. Ủa thấy im quá gì mà không có ra. Cái gì trong đó? Thế có dấu vỏ hết được. Mà chưa quớt. Thua luôn. Chưa quớt. Bên đây nên còn cái nữa. Trốn luôn mất tiêu vậy nè. Không thấy nhúc nhích cục cạch gì luôn. Rồi cái này thua luôn. Quá có. Chết rồi. Nước chảy ầm ầm. Rồi không có con gì luôn. Có con cá rô nhập. Quá luôn. Đây không có ếch gì. Thua rồi. Chỗ anh thấy cũng có dấu vỏ ếch mà sao đặt không có, cũng không biết. Rồi chết quá luôn. Không có con gì hết. Hai ba cái. Chết quá hết trơn. Có không? Có. À, vô bạn ấy lòi cái đầu ra. Đúng rồi, lòi cái đầu ra luôn rồi. Hai con. Hai con à? Ừ. Hết vậy. Lỗi đầu con ếch kìa luôn. Chợ mày nhảy không? À, lụng lỗ, lú cái đầu ra, nhảy lú cái đầu ra. Vậy thiệt. Kẹo bên kia cũng được nè. Bước xuống đây. Đi trong này nhìn anh con cái nữa nè. Nếu mày có không phải ăn. Rồi chắc không có. Nhảy hay quá. Hôm qua nên không có đặt trong này à? Có. Không, ô tình đi kìa. Cho mày đứng ở đó chịu. Chỗ cũng có vui rồi, ếch mà đặt nó không có. À, vậy đi qua cậu này nè vậy. Bên đây có mấy quá cái. Quá gió không? Ừ, đây nè. Cậu nè. Quá vỏ không có mấy cái à, hai ba cái à, cầu tre nữa. Rồi ai sao dạ? Để xuống thì sao ông đó để chơi kỳ chạy biết sao khi người ta bê xuồng á. Ờ. Đi không chừng giờ lấy thằng này xuống. Ừ. Rồi ok đi qua chơi này xong. Khi người ta bê xuồng qua lại á. Người ta gác lên hai chiếc xuồng luôn kìa. Ừ.
Bên đây lúa cũng vàng rồi. Chín hơn nữa bông nha. Mà nó không thấy chuột ha. Mà nên đi đặt nên thấy không, đường này không thấy chuột bọng. Chuột bỏ gì. Đó nên con cái sẽ thấy im gu. Im không? Không thấy nhúc nhích cục cựa gì hết. Nó nằm im mà. Đi đâu? Chuột quất vậy, không có con gì vậy luôn. Ờ. Sao bằng xui vậy? Ừ. Thấy đây. Có vô giò mà nên đặt không có. Không biết sao, không biết nữa. Nhìn chỗ nó thấy vô giò bự không á. Không. Mà đặt cái lập ếch xuống không có. Không, không chạy con gì á. Đây mình con cái nữa. Rồi cái này chứ quất luôn. Rồi không có con gì luôn cô chú anh chị. Thì có nhúc nhích gì vậy? Sao đó? Dù vui. Dù kỹ không? Có. Có. Hai con. Hai con. Nằm im gu luôn ta. Không nhúc nhích động đậy luôn. Hai con. Đây cặp cái đường kinh bự của chúng ta. Đường kinh này thẳng dài xuống tốt dưới kia luôn. Mình nên đi theo bờ này dưới bờ bển luôn. Không thấy chuột bọng. Không thấy hang gì. Phải có nên đặt lúa chín cũng được. Đặt lúa cây cũng ê, được. Con ếch này ú à. Ú không? Nè, con có bụng à. Ê. Thấy không? Ừ. Ếch đây cũng bụi mà. Dưới đường kinh lên nè. Con ếch đực ếch cái gì vậy á. Ếch đực bự sức. Bên này thấy tình hình, thấy cái mồi không bóng rồi à. Hôm qua không biết anh có đặt đằng này không á. Mấy cái thì sao có con cái vậy? Không, bên đây còn cái nè. Cái cậu bí hiểm. Cậu không thấy đường đi. Cậu không thấy đường đi. Ngập nước rồi lấy gì thấy. Đằng này nên con cái nè. Rồi. Gì vậy? Hả? Sống nổi không? Ra luôn hả? Ừ. Trời ơi, sao ra được vậy? Tôi cũng biết nữa, tôi nhúng với nước tôi dở lên, giờ còn có một con nha ta. Trời. Ra... đợt này gì mà dở như trời. Ra con bự hay gì? Không, ra con nhỏ rồi. Đặt không có nó nhúng với nước lên. Trời, nó chăng cái lõm này quá im mà không có một con luôn. Buồn luôn. Đã không có ếch rồi mà còn bị ga nữa. Nè. Không có gì chứ luôn. Chết quá. Buồn ghê. Qua cầu. Ở mùa khô cây cầu bự chạy xuống xe qua được. Lúc trước, mùa này cây cầu mất leo. Lúc trước cầu chạy theo qua được. Giờ không còn cây cầu luôn. Cái đường kinh này lúc trước nên đặt tên là cái lóc mà. Đường này lúc trước chuột cũng nhiều lắm, lúc mà chưa xả đê á. Chưa xả đê chuột nhiều, xả đê rồi chuột hết trơn. Xả đê rồi cái hết trơn chuột. Xa xa thì xa thấy được cái hang. Xả đê lúc mà ngập cái đê này luôn, đê cao. Cái đê này đâu cũng đâu cao đâu. Đê. Hôm nay thăm lập ếch thất thu nữa rồi. Đối mèo à. Nãy giờ nên thăm một đống luôn mà.
mà dính được có mấy con lỗ rồi, lỗ đổ nặng rồi. Cái vũng nước này có đó. Đó có nhảy ra khéo khéo nha. kéo gì nghe nhảy chậm chậm á, mà không biết nó to. Được mấy con, hai ba Hai con dữ con, không hai hả? con Túm cái miệng cho dữ. coi Nãy nãy em cũng rửa mà không biết sao mà nó ra được cũng hay. Ủa hai à, đứa rồi, rửa không có kỹ thuật vậy là giờ dở. được hai con đỡ. Ok, tiếp theo nào đây. Lúa này là tháng sau có cắt hay là Hết tháng này qua tháng sau là lối một cùng là có cắt à. dám hôm này lọt vô gặm mùng đâu Đó, lọt mưa. nào cũng sụp đổ. Dạ cái cái đó đi Có gì không? Rồi. meo rau Ngu, cái dính cái thất hoài kiểu này. Thua luôn. ngoài này còn cái Đứng đây luôn. nữa đây. Lúa đẹp quá nha, tháng sau mới có cắt mà trong này thấy mùa nước vô nước mùa này hết chuột, cứ như chuột nó không có dựa. Ờ, cái đồng đâu nữa đẹp. Này cũng gần tới ganh Long An rồi, ganh Long An xích cái kia chút nữa đâu có cái trời lý tưởng Rồi ta cắt sen nè. quá vậy hả. Ừ, sen này à. Ồ Để trồng sen sen trắng này sen hả? trắng quá Sen trắng. đẹp Đó, quá bông ha. đó. Ừ Đó. ồ cái bông sen đẹp quá, không thấy rõ Che nguyên lúa đám rồi. sen đó này Mình trồng đây là sen sen ngắn. Mình đây là sen sen trắng. Sen này người ta bẻ bông người ta bán. đỏ. Bông không mà. Đâu cả ở bên đây Có nhúc nhích ra có dữ rồi, dữ rồi. con hay gì con hay con gì Chắc hai con thôi nó vậy con một giữ nước quá im con một nhất. thấy rồi, thấy Ê, rồi. gan vậy đã Ồ trái dưa gan để mình làm ngon đấy ha. Này trái dưa gan đem đem lập ớt đặt cái trái dưa gan luôn mới ghê. nè Ủa ủa cái ba bút trái luôn, năm trái chỗ trồng nhé trồng một trái chứ thì dây có ăn. rồi đó có cây cầu giáng đi qua. Đó, chạy qua chạy lại tới chở sen hả sen Ừ. này tao hái bông tao bán gì trắng Cái này sao giờ này chưa hái nữa ha, tức là ta hái gắt này nhiều khi mối mối ta dặn người nào ta hái gì đó hôm qua thấy hái bó gắt chà bông kiểu luôn. gì trắng lắm. Cái này chắc cũng chưa mấy hái đâu, bông nụ còn nhỏ Tôi mới hái hôm qua mà nè. Con thịt quá trời ơi im quá mà chết nha. ừ, con Cái gì đâu mà nặng thịnh vậy. Chính giữa sen là xung quanh là lúa. Yeah. Vậy rồi công đoạn sung sướng.
quá sung sướng. Thôi rồi thôi, tôi rửa hết trơn rồi. Thúi mới có tiền. Thúi cho có tiền. Thầy cũng có một con. Một con một à. Nay thắt nhiều hả dạ? Phải cái nào cũng có là ngon ha. Ếch đây đâu có ấy đâu. Ở đây cũng to to không à. Cũng ngay trầm trọng mà. Chứ đâu có nhỏ đâu ha. Rồi, đó. Ếch cũng bự bự gì không là ếch cái không anh ơi. À? Không ếch đực. Ừ, ếch cái. Ếch cái không à. Hai con cũng cái không. Hai con cái. Vì năm nay đây ếch cái nhiều. Ít đực ít, ít cái nhiều, ra cặp nhiều lắm. Gộ lên cái là ra cặp nhóc luôn. Đủ đây chín hết chưa? Chín hơn nửa bông. Qua tháng theo sẽ qua tháng sau là có cắt. Cánh bên đây dài xuống xuống tuốt dưới kia luôn, dưới bên đây nè. Này thả hồ bắt ếch. Cánh đồng rộng bự. Đi lội mỗi giò luôn. Đó một cái nữa phải không? Cái đực hả? Đó một cái đó, em cầm là một cái đó. Ủa, hai cái luôn. Hai cái luôn. Hai ít cái không? Vậy là không có ít đực rồi. Chỗ này không có ít đực rồi, thằng ít cái mà. Đực hiếm rồi. Hiếm đực rồi. Đó một đực nè. Đó đực phải không? Đực cũng trọng chứ đâu nhỏ đâu. Đây ít đực cũng bự. Đực cũng bự, cái cũng bự. Nhầm chỗ thì nên đặt cái ít đực nhiều. Ít cái ít, nhầm chỗ đặt ít cái nhiều. Nó ít cái luôn. Cái đây cũng đều ghê. Đang gặp không không. Nó được hai con. Nó chắc con đực một cái quá. Con này nhỏ. Ừ. Được một cái. Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Cặp. Để nên tiếp về xã nên sắp xếp lại cô chú chia. Gần hết rồi, một cái với hai nữa hết. Tạng nay tạng gặp không nhiều. Lập không không à. Cái ở đây có ếch trọng trọng không à? Ừ. Thấy không? Nhưng mấy con đâu mà thấy có ếch. Đều ếch. Có cái. Hết cái gì vậy? Còn. Nè. Còn mấy cái. Ếch đây cũng đều ếch. Mà dính yếu ha. Mấy chỗ anh thấy dấu dò nhóc luôn. Hai con này cái không? Ừ. Mấy chỗ nên thấy dính dấu dò nhóc luôn mà đặt không có. Chừng 2 kg, 2 kg ngoài không? Rồi cái nào cũng dính à, cái hai con, hai con, hai con, hai con không cũng đỡ. Đỡ khổ. Là động đây là ít cái nhiều, ít đực nãy giờ có một hai con nhiều phải không? Hết hay gì rồi? Hết rồi của chúng chị. Hai ký không? Hai ký. Lập không nhóc luôn nè, được nhiều. Hai ký ếch của chúng chị, hai ký hơn hai ký. Để nên sắp xếp tiếp lập bà xã nè.
bữa nay bà xã nên bán ếch hết luôn rồi. Sáng nay được có 2 ký ếch rồi cô chú anh chị, thì nên bán rồi. Giờ mua cá lẹ, bà xã nên mua đầu cá lóc, mua 2 cái đầu, 2 cái đầu này mua mấy chục ngàn gì đó, 40 ngàn, giờ sáng mua 40 ngàn phải không? Ừ. Mua 2 đầu cá kho lạc ăn cô chú anh chị. Đây cắt, bà xã nên cắt cái thịt ra đây để làm gì? Đi kho tiêu hả? Ừ, khô ăn hả? Xong kho hết đi chứ dễ ăn vậy. Ừ. Ăn cá kho lạc mà ông ăn hầm tới hầm luôn chứ không ngon. Đầu cá lóc kho lạc ăn của chú anh chị. Ăn ếch hoài cũng ngán. Giờ mình bán ếch cái đổi món ăn cá. Mua đầu cá lóc. Cái kho lạc anh kho ăn liền đó ngon. Kho lạc chấm gạo ăn. Ừ. Ấy mè dập mè, dập mè chấm gạo ăn. Nạp dẫn à. Giờ để kho cho nó chín đi. Thì mình có rau muống nữa đó. Muốn ngâm chua à? Ừ. Ừ, ăn rau muống ngâm chua hoặc chấm gạo cũng được. Thì nó mời cái này dùng cơm với chồng rồi ha. Mời các bạn ăn cơm. Cá lóc, kho lạc, chấm gạo thằng ô với rau muống làm chua của chú chị. Rau muống ngâm chua. Thôi cái nhà mời ba mẹ chưa? Có tỏi nữa nè, tỏi ngâm chua nữa nè. À, chấm một phát để vô quất. Chấm gạo là ngon lành luôn. Ở chỗ mình không có bao, không có được bệnh ha. Bởi không thấy bao cái cánh nào, cái cánh tuốt ở dưới bên nào, cái đò bao á, cái bãi nó rộng á, lục bình nó tắt vô nhiều á, thấy có bông. Làm cái gạo ở chỗ bên đó cục bình lớn. Chừng nào đồng bên đây cắt là đi tổng mở rồi ạ. Đi tầm như tổng mất lắm. Ừ, tổng như mất ớt rồi. Đợi đi chấm tranh thủ á. Chấm à? Ừ. Mà tới mùa sau à hết rồi. Tạo rồi cắt cho kẹp như nước lên. Tại vì năm nay năm thìn rồi. À, năm nay năm thìn lên mà nước lớn. Lớn cũng là năm thìn đó. Ừ. Năm đó năm thìn. Đổi chữ xuôi ra. Chưa thấm gì? Chưa thấm. Hở em xanh ra. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha.
nên hẹn cả nhà lại video sau. Nên chúc cả nhà xem video dễ, bye bye.